Thấy rồi em, thấy rồi. Cảm ơn em. Thấy rất rõ ràng, rất là sạch sẽ. Rồi, em lích chọn cái chấm lích đi. Mũi tên nhỏ nhỏ dưới kìa. Mũi tên nhỏ nhỏ bên tay phải chỗ 550 ngàn, nó nháy 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 kìa. Lích cái dấu cam cam kìa, đúng rồi. Rồi, đó, chấm lích thêm 9 ngàn đó thấy không? Rồi lích vô. Rồi em chọn domain chấm lít đây đi. Gõ tên domain của em vô. Cô trắng trắng đó con. Ừ. À, Gõ. gửi Laptop cyber. Laptop cyber chấm lít. Rồi ok. Sợt. Rồi tìm kiếm. có một cái nữa. Không không. Kéo lên trên coi, kéo lên trên coi. Kéo lên trên. Laptop cyber.lit ở trên kìa, đi đâu vậy? Không. Đó, thêm vào giỏ hàng kìa. Bà nội nữa. Chưa? Thêm chưa? Rồi bấm vô số 2 đi. Đúng rồi. Rồi check bỏ đó đi. Ê. Ủa. Mệt ghê á. Mày Hai mươi bỏ cái kia ra coi. Lấy một cái thôi. lăm rồi cái này Trời đất ơi là trời, mày bấm lại coi. Mày bấm vô giỏ hàng đi rồi mày tắt một cái. Còn xíu nữa thôi bạn có thể bắt đầu. Rồi bây giờ đi delete một cái đi. Cho đót chống lờ lọ lọ lờ đó, delete đi. Đúng rồi. Cẩn thận các bạn, chỗ tính tiền quan trọng lắm các bạn, cẩn thận. Từ từ em ô. Rồi ok, 31.900 là đúng rồi đó các bạn. Nha. Mọi thứ đều rất ổn. Rồi, em lít vô mọi thứ đều rất ổn đi. Cái cục màu xanh xanh. Ok. Rồi, bây giờ mình có tài khoản chưa? Chưa thì tạo. Loại hình là cá nhân. Rồi, tên đi, khai báo đàng hoàng đi con. Nguyễn Hoài Bảo. Rồi, tiếp. Căn cước công dân. Rồi, ngày sinh. Quỷ này nhớ căn cước công dân nó hay trời. Sao tôi không nhớ đó. Bữa em thấy cái điện thì nhớ mà. Đâu nhớ đâu, tôi cầm cái ấy tôi điện á. Email, nhớ email này nghe con. Để lát mình check mail rồi đó. Rồi. Điện thoại giao diện di động. Rồi. Quốc gia Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ok. Quận huyện, khai báo thoải mái. Rồi ok. Địa chỉ chết vô thành phố Hồ Chí Minh giùm luôn. B23 là gì con? Cho nguyên cái đường đi. Hợp tác xã hả? Ký túc xá Happy House. Tên đẹp vậy hả? Nguyễn Ảnh Thủ hả? Rồi, đăng ký đi con. Bởi vì tôi ghét ghê á, online cái nó kỳ giật vậy. Bấm từ từ nó chạy con. Rồi. Xác nhận. Con bấm ẩn cửa sổ đi. Ừ. Rồi. Rồi ok. Rồi em bấm vô mô mô giùm thầy đi. Thầy dư mớ tiền lẻ nè, thầy tặng Tiến hành thanh toán không nè. thầy? Tiến hành thanh toán con. Con không có mất tiền đâu, con đừng sợ. Tiếp tục. Ê, nó nói cái gì vậy? Nó mới nói cái gì Nó là thanh toán. vậy? Rồi kéo xuống đi con. Rồi để đó, để đó, để đó, để đó, để đó. Để đó. Để đó, 5 giây là ngày xong ngay. Nó thuận tiện lắm các bạn.
Thời buổi giờ thuận tiện lắm. Đấy, thanh toán thành công. Ừ, à, việc kích hoạt tên miền đang được tiến hành. Đợi xíu nha con. Tuyệt vời, bạn đã đặt hàng thành công. Đó, laptop Cyber.lit đã được kích hoạt thành công. Xem thông tin tên miền. Lít vô đi con. Rồi ok. Rồi ok xong. Em đóng cửa sổ này lại đi. Em về Bắc Bảo đi. Đăng nhập ID Mắt Bảo. Trở về trang chủ. Cái phần xanh xanh ở dưới kìa. Đúng rồi. Rồi em đăng nhập vô tài khoản của mình đi. Tài khoản hồi nãy mình đăng ký á. Ủa ID này là gì? Mình check mail đi con. Rồi một ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng anh, mùa đông đến đang chờ em mãi. Đó, tên đăng nhập đó theo. Cứ bi tên đăng nhập đi. Rồi lít vô đó để tạo mật khẩu. Mất bảo 276 gì đó. Rồi mật khẩu mới. Nhập mật khẩu mới đi. Nhập mật khẩu mới đi. Mật khẩu mới giống mật khẩu bậc cũ cũng được cho dễ nhớ. Rồi. Đã hiểu. Đúng rồi. Thông minh dữ gì trời. Coi coi có khoảng trống nha. Thầy thấy khoảng trống phía trước chữ M đó. Cái ID đăng nhập á. Quét coi có khoảng trống chữ M không. Không hả. Rồi không thôi đăng nhập đi. Thì cái đây là cái phần quản trị dịch vụ của bên Mắt Bảo ha. Đối với nhà cung cấp nào cũng vậy, thường thường nó sẽ có một cái phần quản trị như vậy á. Sao hồ sơ hoàn tất cần tới hai với trời. Em mua hai lần lần hả? Mua con lần mà À vậy thôi. Bản khai tên miền, hợp đồng. Rồi em qua tên miền đi em lít vô bên tên miền bên tay trái đi. Quản lý tên miền đi. Ủa sao đâu rồi? Ê nãy mua rồi nha. nãy mua rồi Em lít mua vô rồi mà. em lít vô bản khai tên miền coi, mình có cần khai tên miền lại không? Em Đâu ra cái nào em mà ra trang chủ lại, em ra trang chủ lại. Em lít vô chỗ cái đó, này ờ á vô cái đó đi. hả? Khai tên miền. Đúng rồi. Em lít Đó gì? là Đó, tên miền đó, lít vô. Lít vô tên miền đi. Ủa không phải, không phải. Tại sao nó vô đây ta? Cấu hình tên miền. Quản lý tên miền. Em trở ngược ra lại đi. Trở ngược lại. Ký bản khai kìa. Ký bản khai kìa. Ok đấy. Để tránh sai sót thông tin trước cho cái trường hợp sau khi tài khoản được duyệt quý khách sau khi tài khoản được duyệt, tài khoản mình chưa được duyệt hết ta. Em vô check mail lại coi. Coi còn cái mail nào khác không? Đấy. Cái này là thông tin đăng ký hoàn tất hợp đồng kìa, đọc coi. Đọc cái hoàn tất hợp đồng coi. Hoàn tất trước 10 ngày. Nộp hợp em được đồng hợp điện đồng tử hoặc tham khảo tại đây để thực hiện hoàn tất. Vậy là em chưa hoàn tất hợp đồng đó.
Em ra cái dịch vụ nãy lại đi. Em ra cái trang dịch vụ nãy đi. Em ra cái mail đầu tiên coi là mail gì vậy? Mail đầu tiên của Mắc Bảo gửi cho mình là gì vậy? Còn một cái mail em chưa đọc á. Thông tin đơn hàng gì? Cái này là gì À vậy? này bên xác nhận account rồi. À rồi, ok. Rồi email đã xác nhận thành công. Rồi mình ra cái trang ID nãy đi. Ra trang chủ, ra trang chủ. Rồi ra trang chủ F5 lại coi. Rồi lít vô cái hồ sơ cần hoàn tất đi. Rồi cái hợp đồng đi, em lít vô cái hợp đồng đi. Ủa sao quỹ này làm phức tạp dữ ta? Mã Mình xem đơn và ký hàng không ta? xem và ký đồ đúng rồi. Cái kỳ đó. Tài khoản đang chờ kiểm duyệt, thông tin tài khoản đang chờ kiểm duyệt. Hình như giờ này, À, ủa sao kỳ vậy? hồi nãy giờ em kêu verify account để em đăng nhập rồi nha. Mày xong. Em đăng nhập lại. Em đăng nhập lại đi. ID chấm mắt bảo vô đó, nó vô rồi kìa, nó vô kìa, vô cái chỗ cái tên á, em lít vô chỗ cái tên á, chỗ cái ID á, ừ nó vô quản lý tên miền rồi đấy, có Rồi rồi có đó. luôn rồi. Trời đất ơi, mới nãy không chịu active gì trên. Rồi để đó đi, tức là tới giai đoạn này là mình đã đăng ký được cái domain xong rồi đó các bạn nha. Nhớ người ta gửi mail cho mình thì mình phải verify dùm. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ đăng ký một cái hosting. Rồi em mở cửa sổ mới đi, em đăng ký hosting. Hosting này là miễn phí, không tốn tiền gì cả. Domain tên gì ta? Domain tên gì? Domain laptopcyber.net. Không không không, domain đăng ký hosting là gì? Là sao vậy? Cái trang web để đăng ký hosting, cái laptop cyber nó chỉ là một cái tên thôi, không thể nào upload cái hosting lên cái web lên đó được. Thì bây giờ mình đăng ký một cái không gian để mình upload cái trang web lên đó thì người ta gọi là hosting ha. Thì em sẽ vô cái interdata.vn, đây là cái trang mà cho mình cái hosting miễn phí. Interdata ghi liền luôn em. Đó, cái đó đó. Rồi bây giờ em đăng ký một tài khoản ở trên đây đi. Đăng ký một tài khoản. Thầy ơi, cái này là nhóm cử một người ra hay là ai cũng đăng ký ạ? Về làm assessment thì chỉ cần cử một người ra thôi, còn mình muốn đăng ký thì mình đăng ký, mình muốn trải nghiệm thì mình muốn trải nghiệm nha. Lỡ những cái người đó nó fail giữa chừng làm sao, làm sao mình biết đường mình xoay sở. Còn nếu như mình đăng ký á, thì mình có cái không gian để mình làm lát, còn không á, thì một lát thầy sẽ hướng dẫn mình cài đặt ở trên localhost của mình nó như thế nào. Em nghe kịp không? Dạ. Ừ, tại vì khi mình triển khai web á, thì mình có thể triển khai trên cái máy tính của mình. Còn mình có host thì mình triển khai trực tiếp trên host. Mà khi mình làm quảng cáo á, thì mình phải làm trực tiếp trên host. Trên cái máy để làm web thôi. Đăng ký đại đi. Điện 700.000. Em ghi 700.000 đi. Rồi. Rồi ok xong. Mật khẩu.
Cái này miễn phí mình nên thử các bạn ha. Còn cái domain mình chỉ tốn có mấy chục ngàn à. Rồi lưu đi em, lưu hay không lưu tùy em thôi. Rồi bây giờ mình đăng ký dịch vụ nè em. Sau khi mình đăng ký tài khoản xong thì nó vô cái trang quản trị cho mình. Nó kêu mình kìa, vô cái check mail đi. Please check your mail and follow the link to verify for email address. Vô check mail cái nữa. Đó. Ở dưới á, đúng rồi, lít vô. Rồi, tiếp tục. Rồi, sau khi đăng ký tài khoản xong, để đó đi em, đừng có đóng. Đóng chi vậy? Rồi bắt đầu đăng ký dịch vụ nè. Em đăng ký dịch vụ đi. Bấm vô nút đăng ký dịch vụ. Rồi. Bây giờ á mình sẽ vô cái hosting sinh viên. Rồi, em vô Trần Văn Kỳ cũng được. Rồi, đăng ký ngay. Rồi, mình chọn cái phần là tôi đã có tên miền và sẽ cập nhật DNS. Rồi, phần dưới là mình sẽ ghi cái domain. Domain của mình đó, laptop cyber. Cái này là mình đăng ký cái host cho cái domain laptop cyber. Bên kia là chấm lít. Rồi, đăng ký. Đợi 5 giây. Rồi, bây giờ với cái thanh toán 1 triệu đồng này mình ghi cái mã khuyến mãi là Trần Văn Kỳ vô luôn. Rồi, áp dụng. Rồi, mình đã được 0 đồng rồi đó, mình bấm thanh toán thôi là xong. Đó, hot của mình là hot 6 tháng ha. Dung lượng của mình là 1 GB. Hot này là hot thật. Hot này là hot thật đó, từ từ em. Chứ ví dụ như mình chạy quảng cáo, mình làm SEO đồ mà mình sử dụng hot miễn phí á, nó bị lắc, nó bị chậm lắm. Nhất là cài WordPress á, rất là chậm. Còn này là hot thật cho nên mình cài nó rất là ngon. Rồi continue đi em. Nó xong rồi đó, mình đăng ký hot xong rồi đó. Rồi, các bạn đã đăng ký domain xong. Các bạn thấy số 1 không? Đó, lít vô. Các bạn đăng ký domain xong, các bạn đăng ký host xong, lít vô nữa đi em. Đây, đây là đăng ký host xong ha. Mình lít vào cái control panel đi em, đăng nhập vào control panel. Phía trên bên trái, ngay chỗ hành động. Ngay chỗ menu hành động rồi, ok. Thì đây, gọi này skip luôn em. Đây là cái giao diện control panel của hosting này các bạn, nhé. Thì mai mốt mình sẽ rảnh tìm hiểu thêm. Còn cái này là cái gì từ từ mình tính. Các bạn sẽ thấy cái IP address bên tay phải không? Ngay chỗ laptop nhìn xuống. Rồi nhìn xuống dưới. Đó. Copy cái IP đó đi. Rồi. Mình trở lại cái cửa sổ mà quản lý domain bên trang bên kia á, bên trang mắt bảo á. Rồi, ngay chỗ này nè, mình lít vô cái domain đi. Lít vô cái domain. Đúng rồi. Mình lít bên cái cấu hình tên miền về hosting. Đúng rồi. Đã hiểu giùm tôi cái coi. Nó nói lum la chứ. Rồi, thằng quỷ này có coi clip nè. Bắt cái IP đi vô đó đi con. Rồi, thực hiện. Thực hiện. Em đóng cửa sổ đi, em qua bên kia em coi coi nó đã tạo xong chưa. Không, bà nội nữa, nó đóng luôn cái cửa sổ đó. Tôi kêu đóng cửa sổ nhỏ, đóng luôn cửa sổ bự. Qua bên domain đi em qua bên domain á, cái này là cái host ha. Em qua bên domain lại đi. Em rê chuột vô cái tên của mình đi. Đó, quản lý tên miền. Rồi em lít vô đi. Lít vô tên miền đi. Mạng gì đâu mà thiệt tình, nó củ chuối dễ sợ. Em vô cái bảng ghi DNS đi. Rồi, nó rõ rồi em ơi. Nó rõ rồi. Thì bây giờ mình kiểm tra nó rõ rồi, nó ok, nó active chưa.
thì em mở cái CMD lên đi, em bấm cái phím cửa sổ trên bàn phím của mình á, rồi em gõ CMD rồi enter cái, rồi em bình á, bình ghi chữ bình, rồi ghi cái tên domain mình vô, cách khoản ra, ok đúng rồi, laptopcyber.lit. Rồi, enter. Nó thấy được IP nghĩa là nó đã trỏ hosting thành công. Thì bây giờ mình vô hosting để bắt đầu mình cài đặt WordPress này các bạn. Nha. Cái này là xong rồi nè, mình mua domain xong nè, mua hosting xong nè, trỏ domain về hosting xong nè. Bây giờ mình cài đặt WordPress, em vô wordpress.org.